Cuộc đối đầu giữa các nền văn minh Á, Âu luôn luôn là chủ đề thú vị để chúng ta ngồi lại, cùng nhau phân tích và bàn luận. Ở thời điểm thế kỷ 21 hiện tại, rất khó để có thể đưa ra một nhận định chính xác rằng châu Á và châu Âu, châu lục nào đang vượt trội hoàn toàn. Tuy nhiên, quay ngược thời gian trước khi thời kỳ phục hưng vào thế kỷ thứ 14 diễn ra, có thể khẳng định rằng các đất nước tại châu Á hoàn toàn vượt trội hơn châu Âu về mọi mặt. Các đế chế như Ba Tư hay những triều đại tại Trung Quốc, Ấn Độ đã đạt đến những thành tựu vượt trội sau hơn hàng nghìn năm phát triển. Vậy đâu là lý do dẫn đến sự phát triển vượt bậc của các khu vực châu Á trong giai đoạn trước khi thời kỳ phục hưng tại châu Âu diễn ra? Video này của Spyroom được chuyển thể từ bài viết gốc của cây bút Khánh Toàn sẽ mang đến cho các khán thính giả câu trả lời rõ ràng. Nhìn chung, sự đột phá của các nước khu vực châu Á là kết quả của hai nhân tố chính: tự nhiên và con người. Các nội dung tiếp theo sẽ giải thích cách thức mà các yếu tố địa hình, khí hậu và tài nguyên, môi trường cùng với các ảnh hưởng sâu sắc từ tôn giáo, xã hội đã hình thành và phát triển những nền văn minh phương Đông. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Địa hình và khí hậu luôn là những yếu tố quan trọng trong việc định hình sự phát triển của các nền văn minh. Châu Á được biết đến với địa hình rộng lớn, trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, tạo nên sự đa dạng địa lý và khí hậu. Trong khi đó, châu Âu lại có địa hình khiêm tốn hơn. Liệu sự đa dạng và khiêm tốn này đâu sẽ là lợi và đâu sẽ là hại? Địa hình, sự phân cách làm nên sự khác biệt. Châu Á sở hữu một địa hình phong phú, từ những dãy núi cao chót vót đến những con sông mênh mông. Địa hình châu Á thay đổi theo chiều dọc, tạo ra những dãy núi như Himalaya, một trong những dãy núi cao nhất thế giới, chạy dài theo chiều dọc của lục địa. Những dãy núi này, mặc dù là rào cản tự nhiên gây khó khăn cho việc di chuyển và giao thương, lại tạo ra những lợi ích bất ngờ. Chính sự phân cách này đã giúp các nền văn minh châu Á phát triển một cách độc lập, hình thành ngôn ngữ, chữ viết và văn hóa riêng biệt. Ví dụ, Trung Quốc với các triều đại phong kiến đã phát triển chữ Hán và văn hóa Trung Hoa đặc trưng. Còn Ấn Độ phát triển hệ thống chữ Devanagari và văn hóa Hindu sâu sắc. Tương tự, các hệ thống sông lớn như sông Dương Tử và sông Mekong không chỉ cung cấp nguồn nước và phương tiện vận chuyển, mà còn tạo ra những đồng bằng màu mỡ, là cái nôi của các nền văn minh nông nghiệp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các con sông này cũng tạo ra nguy cơ lũ lụt và những thách thức về quản lý nước. Trong khi đó, châu Âu với một đồng bằng rộng lớn khiến các quốc gia nơi đây tiếp xúc với nhau thường xuyên hơn, điển hình là Liên minh châu Âu. Điều này khiến các quốc gia phát triển không độc lập tuyệt đối mà có sự ảnh hưởng với các quốc gia khác. Việc này vừa có tiềm năng để phát triển hợp tác, nhưng để đi đến quá trình như hiện nay, chiến tranh là điều bắt buộc phải xảy ra. Khí hậu, sự đa dạng và ảnh hưởng. Khí hậu châu Á rất đa dạng. Từ khí hậu nhiệt đới ở Đông Nam Á đến khí hậu ôn đới ở vùng Đông Á như Trung Quốc và Hàn Quốc. Sự khác biệt về khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến nông nghiệp và sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến chiến lược quân sự. Ví dụ, người dân sống ở vùng nhiệt đới có thể gặp khó khăn khi di chuyển và chiến đấu ở vùng ôn đới và ngược lại. Điều này làm giảm khả năng xâm lược và giữ vững nền hòa bình trong khu vực. Ngược lại, khí hậu ôn đới tương đối đơn giản của châu Âu cũng góp phần vào sự phát triển đồng đều của nông nghiệp và văn hóa. Tuy nhiên, chính sự đơn giản này lại làm giảm đi sự đa dạng và phong phú trong đời sống, khiến việc trao đổi văn hóa trở nên khó khăn. Bạn không thể trao đổi tài nguyên, trao đổi văn hóa với quốc gia láng giềng giống y đúc được. Tài nguyên, môi trường, nguồn cơn của chiến tranh. Đói thì sẽ kiếm ăn, đó là quy luật tất yếu của nhân loại. Với địa hình trải dài trên nhiều vĩ tuyến, châu Á được ban tặng một thảm động thực vật và khoáng sản phong phú. Điều này không chỉ giúp duy trì cuộc sống ổn định cho dân chúng, mà còn giúp các quốc gia khai thác tài nguyên để nâng cao tiềm lực quân sự. Trái lại, châu Âu lại thiếu hụt về tài nguyên và lương thực so với châu Á, dẫn đến việc các quốc gia tại đây thường xuyên đánh chiếm những khu vực lân cận để giành lấy tài nguyên. Trong phần này, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào 4 ý chính sau đây. Thứ nhất, sự phong phú tài nguyên của châu Á. Châu Á với các vùng đồng bằng màu mỡ và khoáng sản phong phú, đã sớm hình thành các nền văn minh lớn. Các đồng bằng rộng lớn như lưu vực sông Hoàng Hà ở Trung Quốc và sông Ấn ở Ấn Độ không chỉ cung cấp nguồn nước dồi dào mà còn là nơi thích hợp cho nông nghiệp phát triển. Những khu vực này đã trở thành cái nôi của những nền văn minh lúa nước,
đồng thời cung cấp đủ lương thực để nuôi sống một dân số lớn. Ví dụ, Trung Quốc với đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà và sông Dương Tử đã phát triển mạnh mẽ nhờ khả năng sản xuất nông nghiệp cao. Khoáng sản phong phú như đồng, sắt và thiết giúp đẩy mạnh công nghiệp và quân sự. Điều này không chỉ giúp Trung Quốc tự chủ về kinh tế, mà còn tạo điều kiện cho họ mở rộng lãnh thổ và đồng hóa các quốc gia lân cận. Thứ hai, khó khăn về tài nguyên của châu Âu. Ngược lại, châu Âu với địa hình chủ yếu là đồng bằng và khí hậu ôn đới đơn giản hơn, không có sự phong phú về tài nguyên như châu Á. Điều này dẫn đến việc các quốc gia châu Âu thường xuyên phải xâm chiếm các vùng đất lân cận để giành lấy tài nguyên. Đồng bằng rộng lớn khiến cho các cuộc chiến diễn ra triền miên và các quốc gia thường xuyên ở tình trạng chiến tranh với nhau. Đây cũng là lý do tại sao châu Âu có hệ thống lãnh chúa, nơi những kẻ có quyền lực cao và vua cũng rất khó để ra lệnh. Các cuộc chiến này thường xảy ra giữa các quốc gia có sức mạnh tương đương, dẫn đến tình trạng cân tài cân sức khi đánh nhau. Ví dụ, trong suốt lịch sử châu Âu, các cuộc chiến như Chiến tranh 30 năm, Chiến tranh Napoleon đều xảy ra giữa các quốc gia có sức mạnh quân sự và kinh tế tương đối đồng đều, kéo dài và tốn kém. Thứ ba, sự phát triển nhanh chóng và sự thống trị. Ở châu Á, các nền văn minh lớn nhờ lương thực dồi dào như Trung Quốc đã sớm hình thành các vương quốc lớn mạnh. Với tài nguyên phong phú và khả năng sản xuất nông nghiệp cao, Trung Quốc đã nhanh chóng xâm chiếm và đồng hóa các quốc gia lân cận, xác lập một lãnh thổ rộng lớn và thống nhất. Người châu Á đã sớm xây dựng các đế quốc mạnh mẽ như nhà Hán, nhà Tống, nhà Minh ở Trung Quốc hay đế quốc Maurya ở Ấn Độ. Những đế quốc này không chỉ phát triển mạnh mẽ về mặt quân sự mà còn có hệ thống hành chính và văn hóa vững mạnh, giúp duy trì sự ổn định và thịnh vượng trong thời gian dài. Ngược lại, châu Âu với các quốc gia san sát nhau, thiếu sự đa dạng về tài nguyên, đã phải đối mặt với nhiều cuộc chiến tranh liên miên và khó có thể duy trì sự thống nhất lâu dài. Cuối cùng, ví dụ từ châu Mỹ. Châu Mỹ cung cấp một ví dụ thú vị về việc tài nguyên môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của các nền văn minh. Trước khi người châu Âu đến, châu Mỹ đã có nhiều nền văn minh lớn như người Aztec và Inca. Tuy nhiên, địa hình trải dài từ Bắc xuống Nam với nhiều rào cản tự nhiên như dãy núi Andes và sa mạc Atacama đã khiến cho các nền văn minh này phát triển một cách cô lập và không có tài nguyên nào đáng giá ở thời điểm đó. Việc cô lập, khan hiếm tài nguyên khiến các đế quốc này lớn nhưng lại nghèo vì không có bất kỳ sự trao đổi văn hóa, trao đổi tài nguyên nào. Khi người châu Âu khám phá và xâm chiếm châu Mỹ, họ đã nhanh chóng chiếm ưu thế nhờ vào công nghệ vượt trội và sự đoàn kết trong chiến đấu. Điều này cho thấy rằng địa hình và tài nguyên không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển nội tại của một nền văn minh mà còn quyết định khả năng tự vệ và mở rộng khi đối mặt với các lực lượng bên ngoài. Qua việc phân tích địa hình, khí hậu, tài nguyên và môi trường của châu Á và châu Âu, chúng ta đã thấy rằng các yếu tố tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự phát triển của các nền văn minh. Châu Á với địa hình phong phú và tài nguyên đa dạng đã giúp các quốc gia phát triển độc lập và tạo ra những nền văn hóa riêng biệt, trong khi châu Âu với địa hình đồng nhất đã tạo điều kiện cho sự giao lưu và xung đột thường xuyên. Tuy nhiên, yếu tố tự nhiên không phải là tất cả. Để hiểu rõ hơn về sự phát triển và suy tàn của các nền văn minh, chúng ta cần xem xét đến yếu tố con người. Tôn giáo, trí tuệ và sự khéo léo trong quản lý và chiến lược đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành và duy trì các đế chế hùng mạnh. Bây giờ, hãy cùng khám phá sâu hơn về những ảnh hưởng của tôn giáo và trí tuệ con người trong việc định hình lịch sử phương Đông và phương Tây. Tôn giáo quyết định dân tộc. Chuyện phần lớn châu Âu theo Thiên Chúa giáo cũng có mối liên hệ với địa hình bằng phẳng. Trong khi châu Á có nhiều tôn giáo lớn với ảnh hưởng đáng kể như Hồi giáo, Hindu giáo, Nho giáo và Phật giáo. Điều đáng chú ý là Thiên Chúa giáo không xem vua chúa là thần linh, trong khi các tôn giáo như Hindu, Hồi giáo và Nho giáo lại xem vua chúa như những người con, là những người giao tiếp với thần linh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là vì sao châu Âu mãi đến thế kỷ thứ nhất mới có sự xuất hiện của Thiên Chúa giáo, trong khi các tôn giáo lớn ở châu Á đã tồn tại từ cách đó cả nghìn năm. Sự hình thành sớm của các nền văn minh ở châu Á. Yếu tố tự nhiên đã giúp châu Á hình thành các quốc gia với nền văn minh sớm hơn. Khi các nền văn minh phát triển, nhu cầu về chữ viết để giao tiếp, lưu trữ và truyền bá cũng tăng lên để quản lý xã hội. Ở châu Âu, các quốc gia nhỏ lẻ thường xuyên được tổ chức dưới dạng các khu vực của lãnh chúa. Lâu đài ở châu Âu là nơi các lãnh chúa ngự trị, xung quanh là khu dân cư sinh sống. Một quốc gia có thể có đến cả trăm lâu đài phân chia quyền lực.
Vì lâu đài là khu vực nhỏ, việc quản lý không cần quá nhiều công sức mà chỉ cần tập trung kiểm soát tinh thần của người dân thông qua thần linh. Ở các quốc gia có lãnh thổ rộng lớn như châu Á, việc nói miệng, truyền tai về thần linh là không khả thi và cần có một hệ thống tôn giáo rõ ràng gồm văn bản, hình vẽ. Ví dụ, Trung Quốc phát triển hệ thống nho giáo với các kinh điển và triết lý đạo đức rõ ràng, giúp duy trì sự ổn định và quản lý hiệu quả một quốc gia rộng lớn. Tương tự, Ấn Độ giáo với các kinh Vedas và Upanishads không chỉ là nền tảng tôn giáo mà còn là hệ thống xã hội và luật pháp. Sự trỗi dậy muộn màng của Thiên Chúa giáo ở châu Âu. Thiên Chúa giáo xuất hiện ở châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ nhất và nhanh chóng trở thành tôn giáo chính thống. Sự phát triển của Thiên Chúa giáo có liên quan đến địa hình bằng phẳng và sự phân tán của các quốc gia nhỏ lẻ. Trước khi Thiên Chúa giáo ra đời, châu Âu chỉ có hệ thống tôn giáo không rõ ràng và phân tán. Khi Thiên Chúa giáo ra đời, nó mang lại một hệ thống tôn giáo rõ ràng và có tổ chức, với kinh thánh và các giáo điều cụ thể. Điều này giúp thống nhất tinh thần và quản lý xã hội một cách hiệu quả hơn. Các cuộc thập tự chinh cho thấy tầm ảnh hưởng rộng lớn của Thiên Chúa giáo trong việc thúc đẩy chiến tranh và mở rộng lãnh thổ. Ví dụ, từ khoảng thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 13, các cuộc thập tự chinh đã được tổ chức để chiếm lại đất thánh từ tay người Hồi giáo, chứng tỏ sự đoàn kết và sức mạnh của một tôn giáo có tổ chức. Xã hội dựng xây từ tôn giáo. Sự đa dạng và linh hoạt của xã hội châu Âu. Trước khi có sự xuất hiện của Chúa Giê-xu và Thiên Chúa giáo, các đế quốc lớn như La Mã và Hy Lạp đã phát triển vô cùng hùng mạnh. Tuy nhiên, họ không có một hệ thống tôn giáo và tư tưởng chính thống để thống nhất các quốc gia, chư hầu và những vùng đất họ xâm lược. Chính vì vậy, các đế quốc này thường cho phép sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo trong lãnh thổ của mình. Đế quốc La Mã là một trong những đế quốc đầu tiên áp dụng chính sách tự do tôn giáo. Họ cho phép các dân tộc bị chinh phục duy trì tín ngưỡng riêng của mình, với hy vọng rằng điều này sẽ giúp bình ổn xã hội. La Mã hiểu rằng tôn giáo là một tư tưởng mạnh mẽ và người dân có thể nổi dậy nếu họ cảm thấy niềm tin của mình bị đe dọa. Ví dụ, đế quốc La Mã đã cho phép người Do Thái tiếp tục thực hành tôn giáo của họ, và chỉ khi Thiên Chúa giáo trở thành tôn giáo chính thống, những xung đột tôn giáo mới bắt đầu xảy ra. Đế quốc Hy Lạp cũng tương tự. Các thành bang Hy Lạp cũng duy trì sự đa dạng văn hóa và tôn giáo. Các vị thần của Hy Lạp cổ đại không chỉ là thần của người Hy Lạp mà còn được chấp nhận và thờ phụng bởi nhiều dân tộc khác nhau trong khu vực. Chính sự đa dạng này đã tạo ra một môi trường linh hoạt và phong phú về mặt văn hóa. Khi các đế chế suy yếu, với sự vẹn toàn của dân tộc và bản sắc riêng biệt, các quốc gia chư hầu và các dân tộc đã bị chinh phục, đã có động lực mạnh mẽ để đấu tranh giành lại độc lập. Điều này góp phần vào việc duy trì và phục hồi các nền văn hóa và quốc gia sau khi đế chế sụp đổ. Tính đồng nhất và sự áp đặt của xã hội châu Á. Trái ngược với châu Âu, các quốc gia châu Á thường có một hệ thống tôn giáo và tư tưởng chính thống rõ ràng và thống nhất, được truyền bá rộng rãi. Xã hội châu Á thường nghiêm khắc và giáo điều, buộc những quốc gia nhỏ bé bị xâm lược phải tuân theo hệ thống tôn giáo và tư tưởng của họ. Trung Quốc là một ví dụ điển hình về sự áp đặt tư tưởng. Trung Quốc luôn cố gắng đồng hóa các dân tộc và quốc gia lân cận bằng cách truyền bá nho giáo và các tư tưởng Trung Hoa. Điều này giúp Trung Quốc duy trì sự thống nhất và ổn định nội bộ, nhưng cũng dẫn đến sự biến mất của nhiều dân tộc và văn hóa. Ví dụ, người Champa ở Việt Nam đã bị đồng hóa gần như hoàn toàn dưới sự thống trị của Trung Quốc và các triều đại Việt Nam. Một ví dụ khác là Ấn Độ giáo với hệ thống đẳng cấp khắt khe cũng đã áp đặt một hệ thống xã hội cụ thể, ảnh hưởng sâu rộng đến cấu trúc xã hội và sự phát triển các vùng lân cận. Hồi giáo cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ ở khu vực Nam Á, nhưng lại duy trì tính đồng nhất trong các quốc gia Hồi giáo. Việc các quốc gia châu Á thường áp đặt hệ thống tôn giáo và tư tưởng của mình lên các vùng đất chinh phục đã khiến các quốc gia yếu thế đó dần dần bị đồng hóa và biến mất như Champa. Qua việc phân tích địa hình, khí hậu, tài nguyên và môi trường của châu Á và châu Âu, chúng ta đã thấy rõ rằng các yếu tố tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự phát triển của các nền văn minh. Châu Á với địa hình phong phú và tài nguyên đa dạng đã giúp các quốc gia phát triển độc lập và tạo ra những nền văn hóa riêng biệt, trong khi châu Âu với địa hình đồng nhất đã tạo điều kiện cho sự giao lưu và xung đột thường xuyên. Tuy nhiên, yếu tố tự nhiên không phải là tất cả. Chúng ta cũng cần xem xét đến yếu tố con người. Tôn giáo, trí tuệ và sự khéo léo trong quản lý là chiến lược đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành và duy trì các đế chế hùng mạnh.
Và đó là toàn bộ các lập luận của tác giả Khánh Toàn để lý giải lý do vì sao trước thời kỳ phục hưng tại châu Âu, khu vực châu Á phát triển vượt trội trên nhiều phương diện. Các khán thính giả có suy nghĩ như thế nào về chủ đề này? Hãy cùng để lại bình luận ở dưới video và thảo luận với chúng mình nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem trọn vẹn video của Spyroom. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!